Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm qua, các tỉnh thành Bắc Bộ không mưa, nắng nóng diễn ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Sáng nay, do chịu tác động của một phần của rìa Tây hoàn lưu bão số 6 nên khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, mưa rào và dông bắt đầu xuất hiện. Chính vì vậy mà thời tiết trong ngày hôm nay thì bớt nóng hơn, với nền nhiệt thì giảm đi khoảng từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua. Sáng nay, do ảnh hưởng bởi rìa Tây Nam hoàn lưu bão số 6 nên khu vực Trung Bộ trời nhiều mây hơn. Tuy nhiên thì trưa và chiều nay tình trạng nắng nóng vẫn sẽ diễn ra trên diện rộng tại khu vực này. Sự mạnh lên của gió mùa Tây Nam khiến cho mưa trên khu vực Tây Nguyên thì tăng lên cả về diện và lượng, có nơi mưa vừa mưa to như tại Pleiku của Gia Lai là 20mm hay Cát Tiên của Lâm Đồng là 44,3mm. Thời tiết ở tại khu vực Nam Bộ thì cũng đã chuyển nhiều mây, và sáng nay thì khá nhiều nơi ở tại miền Tây đã có mưa từ sớm. Càng về trưa chiều thì diện mưa càng mở rộng hơn trên toàn khu vực Nam Bộ. Ghi nhận lượng mưa khá tại Rạch Giá, Kiên Giang là 34mm, Mỹ Tho của Tiền Giang là 23mm và Long Khánh của Đồng Nai là 21mm. Vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước trong 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, tại vùng núi phía Tây Bắc Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thì đêm nay và ngày mai khu vực này trời nhiều mây, có mưa rào và dông diễn ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to đến rất to. Người dân cần phải đề phòng với khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Thời tiết thì sẽ không ủng hộ cho các hoạt động tham quan dã ngoại. Tại các điểm du lịch như Điện Biên, Lào Cai và Hòa Bình thì nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 22 đến 24 độ, cao nhất trong ngày mai chỉ tăng lên mức nhiệt 28 đến 30 độ. Tại khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hoàn lưu bão số 6 di chuyển vào, nên nơi đây thì duy trì trạng thái thời tiết xấu. Hầu hết các nơi như tại Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Ninh hay là Việt Trì thì đều nhiều mây. Đêm nay và ngày mai thì có mưa vừa mưa to đến rất to, kèm theo đó là lốc xoáy và gió giật mạnh. Người dân cũng cần phải chủ động đề phòng với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Thời tiết chuyển mát mẻ hơn nhưng mà lại không thuận lợi cho du lịch. Nhiệt độ trong ngày chỉ dao động từ 23 đến 30 độ. Lưu xuống khu vực Trung Bộ phía bắc của đèo Hải Vân, do ảnh hưởng rìa Tây Nam hoàn lưu bão nên đêm nay và ngày mai thì trời nhiều mây hơn và nhiệt độ thì cũng có xu hướng là giảm. Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông, thời tiết mát mẻ với mức nhiệt cao nhất thì không vượt quá 32 độ. Trong khi đó thì tại Hà Tĩnh thì chỉ có mưa rào nhẹ. Riêng với Đông Hà của Quảng Trị thì hầu như là trời không mưa, trưa chiều vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 độ. Ở tại khu vực Trung Bộ phía nam của đèo Hải Vân, gió Tây khô nóng thì tiếp tục thổi sang khiến cho thời tiết khu vực này duy trì nắng nóng diện rộng trong 24 giờ tới. Do đó, quý vị và các bạn nên chủ động các biện pháp chống nắng khi mà ở ngoài trời vào thời điểm trưa chiều. Tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa của Phú Yên thì nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 36 độ. Xuống đến Phan Rang thì nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở vào khoảng là 34 độ. Chiều tối mai thì khả năng nơi đây sẽ có mưa rào và dông diễn ra. Ban đêm thì ít mưa, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức thấp nhất là 25 đến 27 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, trong đêm nay và ngày mai thì gió mùa Tây Nam sẽ tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên thời tiết khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông xảy ra khoảng 1/2 diện tích khu vực, có nơi mưa vừa mưa to và sẽ không thuận lợi cho các hoạt động dã ngoại. Tại Kon Tum và Buôn Ma Thuột thì nhiệt độ thấp nhất đêm nay là 22 đến 23 độ, cao nhất ngày mai 29 đến 30 độ. Riêng ở Đà Lạt thì nền nhiệt chỉ ở vào khoảng 17 đến 24 độ. Về đêm và sáng thì sớm thì trời sẽ trở lạnh. Tại khu vực Nam Bộ, nằm trong xu thế chung của khu vực nên tại thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Long Xuyên và Cà Mau thì tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây. Đêm nay và ngày mai thì có lúc có mưa, về chiều tối mai thì khả năng vẫn xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Cho cơn dông thì cần phải đề phòng với gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 24 đến 25 độ và cao nhất chỉ tăng lên mức nhiệt 29 đến 31 độ. Du lịch biển đảo. Tại Cô Tô, Côn Đảo và Thổ Chu thì thời tiết và tình trạng biển không ổn định. Dự báo trong 24 giờ tới thì trời vẫn còn nhiều mây và còn có mưa dông. Sóng gió thì hoạt động với cường độ mạnh nên sẽ không ủng hộ cho những chuyến tàu ra đảo. Riêng với Cù Lao Chàm thì trời hầu như là không mưa, ban ngày thì có nắng và nhìn chung thì đây sẽ là khu vực biển thuận lợi cho du lịch. Nhiệt độ đêm nay và ngày mai tại Cù Lao Chàm phổ biến từ 27 đến 33 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và gặp lại trong các bản tin tiếp theo.